Ôi ngô là ngô. Một nhà ngô. Cái gì? Đây là gò. Rồi, rồi, rồi. Lâm đây đi làm à? Chiều đoạn chưa xuống không? Anh ngồi đi. Ô, thằng cháu ơi, Nam ơi. Xin chào. Cất rồi, hôm qua cất rồi. Giang không Nam ơi? Không bắt được đấy, nó nhìn đậm. Cái này á? Cái này nó hấp hơi ạ. Yeah. Cái này phải có tháng. Cái này con phải có tháng. Đấy thì không có được thuốc này. Nó nắng quá thì nó nóng. Nóng thì nó hấp hơi, nó lại đi đổ á. Đây nó cũng đắt nhưng làm để nắm ngu lắm. Đó. Và đây lên đây nhiều lắm, ngô này ra thì tuyệt vời luôn. Cô bảo bà nó lấy đó bà, nó trả lấy ông bà cứ bớt lên luôn cả cả những bớt lên nó bảo nó trả ăn lấy. Năm nay năm nay mẹ được bao nhiêu lúa à? Mấy tạ mấy tấn hả? Hai tấn lúa à? Làm được 2 tấn à? Ngô dự kiến là được bao nhiêu không? Ngô dự kiến là được bao nhiêu? Ngô sớm chỉ có vài tạ thôi. Vài tạ thôi á? Ngô thì được 7 tạ. Có thế thôi à bà? Thế có thế thôi à? Thế có cày cấy gì nữa không? Ngô nhiều này không chăn nuôi gì à? Không. Nha. Dạ bán nhung đỗ nha. Chào mọi người nha. Ăn ngô đi. Ăn thịt tiếp. Ăn thịt tiếp. Ngô mà hai mẹ con làm bánh thịt tiếp nha. Còn về dạy nữa.
gian ngày đêm sớm chiều nắng mưa dãi dầu. Ai chào Thu Thủy nhá, ngồi đi em ơi. Ngô nhà mẹ vợ. Ngô nhiều lắm này, toàn ngô to này. Đây, ngô nhiều lắm. Thắm ngô lắm. Giang đâu? Làm bắp rang. Ơi thế cái này là nhậm lắm đấy nha. Nhậm đấy. Chắc cơ. Cho nhà ông bà nhiều nhiều ở chỗ nhà ông bà nhiều thì á. Ừ. Mua gì? Cái ta hỏi là cái sen đông là Hải Huệ bán cây bán cối. Mua cái gì? Mua gì vậy? Lúa phát trực tiếp cái con người mua ngay. Không hết rồi. Ừ hết rồi đâu. Năm nay người ta đói nha. Ngập lụt là bán hết. Năm nay ngập lụt. Đây còn giả nhời 8 tạ không có. Năm nay ngập lụt thế làm gì có. 8 tạ mới lại cái bước kia lại giả nhời mình 3 tạ nữa. Giá nhẽ hơn tấn. Không có. Năm ngoái thì hốt mãi chả. Mọi năm hốt mãi chả. Thế thì chả bảo. Đây ngô này mầm lên đây này. Không bóc được nó hấp hơi mẹ trên đi. Nhà ông ấy chỉ có trồng có vài tấn lúa thôi, với có tấn ngô đó thôi, nên chả biết ông làm kiểu gì. Hai tấn lúa với một tấn ngô thôi, hai đâu tất cả để ăn nữa, phải tầm 2 tấn rưỡi 2 tấn 6 lúa thì đã bảo là hơn 2 tấn rồi mà để. Năm nay được mùa nhưng mà dưới con nó ngập hết kìa. Đấy, ai chào Dương Phương Huyền, chào Túng Văn Tiền. Ngô đi, ngô đi, ăn ngô đi. Đây đây là trên nhà ông Vãi. Trăng ngay lém. Này năm nay còn sấy cho ngô quạt cho lúa mẹ. Thôi được, món lúa đi đấy lại êm rồi. Ngô to lắm rồi bà con ạ. Anh em ạ. Đây. Đấy. Ông nhà ông Vãi đấy. Làm có hơn 2 tấn lúa. 2 tấn rưỡi lúa mà ngô à. Gần tấn nữa. Nghe thật làm này mệt lắm. Đang mải hôm nay đi mải. Mải bóc ngô đây. Ai ngô đi. Uống thuốc bổ là dễ tăng là cân lắm. Đấy.
hôm nay chỉ có lửa sân lúa, chả đầy lửa sân lúa thì bắt được ít ngô là thì tranh thủ tí nắng chả có mà người ta hơi được rồi thì chả hơi được. Nhà hàng chồng à? Thôi để cái này đi. Để cái đầu đi á? Ừ, để cái đầu đi. Chứ chả bảo. Đây chứ, có đầu thế để đi, nó nhẵn nhụi nó đẹp. À, thế cái anh chứ chả thấy bảo gì cứ để bảo bóc với bỏ không? Có cái dâu nào thì bẻ cái là lơm hết rồi. Trương Thanh Hiếu làm bao bông em ơi. Ăn ngô đi. Cho ông về ông trông trẻ con thì mới làm được. Giống quá. Tại đem có một cái thúng gì hai cái thì phải. Trở lên thì cứ trong luôn. Trong là thúng nhưng không có thúng nữa. Chết là trả lên lấy. Nhưng trên máu. Về nhà là gì không? Ông ra về. Ông về không nhận ra mít nhà mình đâu. Đi cắt cái tóc như nhà mình nhỉ? Chả thế. Cạo đi, hay cạo đấy. Đâu, anh có cạo được không? Nó may nó còn ngồi cho một tí đấy, trẻ con nó không ngồi cho đâu. Các trẻ con khó phết đấy. Sao các mưu ánh nằm ít ngô đi. Nhà nhiều ngô thế. Vâng. Nhà bà vãi đi ạ. Không, bỏ lâu. Nhà ông ngông ấy ạ. Trang nguyên quanh cho bỏ hết. Đây là ngôi nhà đồng bói, nhà đâu đó. Ngôi là đồng bói. Nhà ông ngông có gần tấn ngô rồi. Để này nó ẩn nó dễ bóc nhỉ, đúng không? Đúng không? Hôm vừa là phơi rồi thì khó bóc đúng không? Đúng không? Cái bệ này nó phải mỏng này. Được lắm, phải cái bệ này. Bệ nó mà bệ tinh. Nhà nhiều ngô thì đâu. Nhà ông vãi đi ạ. Đang đi mải đây. Mải kiếm bữa cơm đây ạ. Ông phát trực tiếp chắc ông biết đấy nhỉ? Hay là ông? Tiền thế nhỉ? Cậy túi rồi, bỏ đi ngay. Để trên nhà giả đi thôi. Không có cái ví rách nhưng mà cậy túi. Biết đâu. Hả? Biết đâu ạ? Thế nào? Lâm nó không bóc ngô đâu. Đá. Hả? Biết đâu. Ấy, chào. Thằng nhá. Đây, nhà ông ngông ấy. Đây ngô. Gần tấn ngô ấy. Tấn đi nào. Gần 2 tấn của tao. Gần 2 tấn à? Bà vừa bảo có mấy tạ thôi. Vừa bà bảo cho lên 1 tấn cháu, lại thêm 2 tấn rồi. Thôi rồi. Bớt đi, bớt hàng dài, hàng ngắn cho ra hàng dài đó. Đây. Ông đây.
Cười to đấy. Con cô đang lâm xuống. À, à, ăn gì không kém miếng nào nhưng quay lại làm mình lần đi đâu. Đồ. Ghê đó. Tí nữa xuống, đi đâu quá, tí nữa xuống. Không phải là tí nữa anh xuống. Dạ. Ủa, cái mấy cây mà chọc. Ông làm lắm thì ông ăn nhiều. Cái ghế này. Ông làm không hết thì ông treo. À, ghế này, ông đây. Ông làm không hết thì ông treo, mặt già không ai bảo ông thế nào. Phải bắt nó, phải bắt rồi, phải ghen loại thằng Lâm. Bà bãi này thơ ghê nhỉ. Chứ con rể ghê. Ông đây lầm lắm gì vậy? Ông đây lầm lắm thì neo à? Ông không lầm lắm thì nghèo phải không? Đúng không? Chả nghèo, chả đi về bán. Bán đây, bán bố về bình chua. Cái nhà thì kế quá. Có mời uống nước không? Ôi, nó mua bỏ hút rồi nó uống. Ôi giời, thế là xong bây giờ lại bác cho nó. Tưởng đi bán hàng mà không được, mời uống nước thì thôi. Bỏ vào trong thùng phi nó. Thế nó cho 200. Bảo thằng kia nó bác vào, mỗi thằng 100. Thế á? Mua lại ra cổng gặp dai rồi. Được rồi, nó có 2 ghế để nó gặp được quá, nó mua được là nó... Không có nhà thì thế. Ôi ngô này, đây này. Thằng đã nó đi mua thức ăn này, nó phải mua được. Ngô này. Ông bạn anh này, người Nhật này. Cậu dâu người Nhật này. Kiểu đi. Kiểu cậu lắm. Để chơi đây chơi chim nhạc nào. Nào nói nghe. Đâu bụng má. Cái gì? Chịu khả năng thì em ngô về. Ngô này sao lát này. Ngô cả lát chẳng qua đang bánh xe lăn vào. Bánh xe lăn vào. Đói bụng à? Đói bụng à? Bọc đó mà cái... Lên xem cháu nè. Ê thằng. Lên xem nào. Lên xem nào. Có nó ăn được cái lá chỗ đẻ rồi à? Để làm lá. Không thì cái mơ thối đấy. Ông chăng lên đây này. Rào xào với trứng cho nó ăn. Chăng lên đây được để đấy, chăng đây để còn đi còn. Đây 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 vãi. Để con đấy để cho lên thôi. Chăng à? Cháu ngon mà chăng tới rồi. Bắt một hồ. Rồi, cả bắt một hồ. Nó công. Một hồ đây. Đây, đây bắt vào đây. Cái thằng đấy đấy nếu là cái ưng mặt đi vừa nãy ra định vào nhà mày thì sao thì... bố định vào nhà con á à? Vào còn có ai nhà mỗi con lên đây rồi không tao cái tưởng ấy đi tao cái tưởng không sẽ không lên lên nhá. Bà Đức vào trên lúa bố, bố bố đi đâu đình chu à? Bán lúa đình chu đó. Bán lúa. Chở đến tận nơi á? À? Chở tận nơi. À, yeah, người ta đặt à? Đặt. Có hai nhà. Hai nhà hết luôn à? Hết mẹ hơn 2 tấn. Thế à? Chính thức là bán được 2 tấn mới. 2 tấn 1. 2 tấn 1 à? Còn giá nào? Giá nào? Còn này 2 tạ này. Hai phần ba giá 12 nhà ông ngô chả có ngô luôn mỗi có hai hơn 2 tấn ông bán luôn gì mà gì bán láo phải tay găng tay bấm đằng sau này nó không phòng thì các vừa bấm người nói là đứng dậy kể cả bố bây giờ đứng dậy mẹ chả bao giờ nói đó không nó bóc vẫn còn đấy ra làm kệ
có bóc được hai súng bà bóc một súng. Thế nó không nóng dài, nó không xuống à? Ai? Thằng Lâm à? Thằng Lâm à? Đừng có hỏi. Nó không nóng dài. Con đi cháu. Con gái là hỏi nó có rẻ. Ui, nóng này không? Uống bia vào lắm. Đấy, ông gông thở dài đây. Ôi giờ bảo là cái người đấy. Ôi ôi chán quá. Wow. Chán bao giờ bỏ được. Bảo là có cháu bỏ bớt đi còn làm thêm. Có bé bỏ bớt đi còn làm thêm. Ước lượng thêm. Còn đang cố. Thế của tiếp. Tiếp cái gì? Còn đang cố. Người ta chả có người ta sao? Không gì thuê, có gì đâu, không làm thuê được. Thuê hết là cái gì? Thuê về nhà, một cái người nhà. Nó trả đâu, nó trả lũ về nhá. Hả? Ôi dồi, đi ra đi mà. Ra đi mà. Cháu ức cơ hoài gọt, ta ra kết một hồ chứ cả. À. Ở nhà cũng ngó ngập, có thuê để không mưa. Đâu, xin chào bằng gì? Thằng kia mồm đâu? Tâm không phải bà. Không phải bà vãi đi, cái gì hàng đi. Ôi, trời ơi, nó mồm rồi. Thành niên đấy. Không xay được nữa. Sao không xay? Đi vòng một lượt đó. Nó hay ở cổng như bọn nó. Đi hai lần mà. Hôm nay chợ khẩu hôm nay nó có đám cưới. Cái gì? Đám cưới. Gì? Ông ơi, chào mọi người đi. Đấy. Không bán được cũng kêu mà bán được cũng kêu. Tài thế gì đấy. Đổ cho con ạ. Lúc đầu nó nhát ạ. Con gà. Cái này nhát quá. Nhát. Nó quen rồi nó lại không nhát. Bây giờ hết rồi. Nó xong nó nghịch như giặc ấy. Mời. Mời nhé. Chào mọi người nhé.